Bước vào trận đấu lượt 2, đội bóng chủ nhà U13 Bà Rịa đã có nhiều lợi thế về tâm lý khi chỉ cần hòa đội U13 Đất Đỏ sẽ đi vào vòng bán kết. Với tâm lý thoải mái nên ngay phút thứ tư, U13 Bà Rịa đã vượt lên dẫn trước từ pha dứt điểm cố định của cầu thủ số 4 Chu Gia Huy. Trong khi những nỗ lực phản công để san bằng tỷ số chưa có kết quả thì U13 Đất Đỏ lại bị thủng lưới ở phút thứ 19 từ cú sút xa của cầu thủ số 8 Chu Chí Tâm, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Ở hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ U13 Đất Đỏ liên tục phản công, còn U13 Bà Rịa cũng tạo thêm một số tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Có hai trận thắng liên tiếp, U13 Bà Rịa có 6 điểm và ghi tên mình vào vòng bán kết dù còn một trận chưa đá. Với lối thi đấu chắc chắn, tin cậy, trung vệ mang áo số 10 Đặng Thành Danh của chủ nhà Bà Rịa được ban tổ chức trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Con thấy rất là vui và con sẽ cố gắng hơn trong những trận đấu tới. Trận đấu là cả hai đội đều rất nỗ lực cố gắng. Dạ, con rất thích giải đấu này. Giải đấu năm nay thì sẽ giúp con có thể là tiến xa hơn trong con đường bóng đá.